Có lẽ chúng ta đã ghi nhận thời tiết hôm nay của Hà Nội từ sáng tới chiều rất ảm đạm, không hề thấy mặt trời ló rạng, tương hợp với bầu không khí của ngày thứ sáu tuần thánh và tương hợp với tâm tình ảm đạm thê lương của lễ nghi chiều nay. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta không cử hành thánh lễ như mọi khi, và nghi thức chiều nay được gọi là nghi thức suy tôn thánh giá tưởng niệm của khổ nạn của Chúa Giêsu. Nghi thức này gồm ba phần. Phần thứ nhất là phụng vụ lời Chúa. Phần thứ hai là lời cầu nguyện cho các nhu cầu của thế giới. Và phần thứ ba là chúng ta tôn vinh thánh giá Chúa Giêsu. Hai bài đọc dài mà chúng ta vừa nghe, một là bài ngôn sứ Isaiah, hai là trình thuật thương khó theo thánh Gioan, được viết ở hai thời điểm xa nhau về không gian, xa nhau về thời gian khoảng 7 thế kỷ, 700 năm. Vậy mà cả hai tác giả đều chiêm ngưỡng một con người bị đánh bầm dập. Isaiah đã nói về một vị tôi tớ đau khổ của Đức Giê-hô-va, một người tôi tớ bị đánh đến nỗi không còn hình tượng người ta nữa. Và ngôn sứ đã suy tư, vì tôi tớ của Đức Giê-hô-va bị đánh bầm dập ấy chính là đấng thiên sai, chính là đấng cứu độ, chính là đấng đã mang trên thân mình tội lỗi của muôn dân. Với lăng kính Kitô giáo, chúng ta đọc thấy ở trong tin mừng Thánh Gioan tất cả những gì mà ngôn sứ Isaiah đã thấy trước đó 700 năm. Vì thế, lời ngôn sứ Isaiah là lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là người tôi tớ đau khổ của Đức Giê-hô-va. Người tôi tớ ấy đã bị hành hạ, đã bị giết chết, đã bị vu khống, đã bị coi như đồ vứt bỏ. Vì thế hôm nay phụng vụ của chúng ta vừa nhìn lên Đức Giêsu, người tôi tớ chịu đóng đinh, và suy tư về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Đức Giêsu khởi đi từ cây thập giá. Ngày thứ sáu tuần thánh, cây thánh giá là trung tâm điểm của thế giới Kitô giáo. Cây thập giá là trung tâm điểm của thế giới Kitô giáo, là đề tài để chúng ta suy tư và cầu nguyện. Thập giá là gì? Thưa, thập giá là hai cây gỗ, một cây gỗ ngang, một cây gỗ dọc, gắn vào với nhau, là một phương tiện hành hình những người bị lên án từ thời rất xa xưa. Từ khởi thủy, từ giai đoạn sơ khai của giáo hội, các giáo phủ đã nhận ra cây thập giá. Hình ảnh của cây thập giá khởi đi từ cây trái cấm trong vườn địa đàng, và hình ảnh cây trái cấm là phản diện của cây thập giá, cũng như cây trái cấm trong vườn địa đàng là nguyên nhân của sự chết, của đau khổ và sự chia rẽ, thì cây thập giá là nguyên nhân của sự sống, và cây thập giá đã làm cho Thiên Chúa và con người xích lại gần nhau. Vì thế, cũng như xưa trong vườn địa đàng, cây trái cấm làm cho con người phải chết và gánh biết bao nhiêu tai họa thương đau, nay cây thập giá làm cho con người được tái sinh và giúp cho con người được hạnh phúc. Đương nhiên, cây thập giá có ý nghĩa, chỉ có ý nghĩa khi có Chúa Giêsu. Cây thập giá không hề có ý nghĩa nào khi không có Chúa Giêsu. Vì thế, nếu chúng ta tôn thờ thập giá, là chúng ta tôn thờ đấng chịu đóng đinh trên cây gỗ ấy. Chúng ta tôn thờ thập giá là chúng ta tôn thờ tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người trải qua mọi thời đại, và đỉnh cao là cái chết của Đức Giêsu.
Đức Giêsu đã chết vì yêu thương chúng ta. Trình thuật thương khó của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe đã diễn tả điều ấy. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tôn thờ cây thập giá của Đức Giêsu, cây thập giá mà Chúa Giêsu đã chịu treo trên đó. Đương nhiên cây thập giá trong nhà thờ của chúng ta là biểu tượng cây thập giá của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy ngắm nhìn cây thập giá và chúng ta sẽ thấy những bài học, những thông điệp kỳ diệu mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Trước hết, cây thập giá nối liền đất với trời. Chiều thẳng đứng của cây thập giá dường như muốn nối liền đất với trời. Bởi vì do tội nguyên tổ, tội ông Adam và bà Eva, thì hố sâu giữa Thiên Chúa và con người đã bị đào khoét mỗi ngày một sâu rộng thêm. Con người phạm tội đã tự mình quay lưng lại với Thượng Đế, với Thiên Chúa, muốn phủ nhận vị trí của Ngài trong cuộc đời. Và như thế, khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người xa như trời với đất. Thập giá của Đức Giêsu ở chiều thẳng đứng đã nối liền đất với trời. Để nhờ cây thập giá mà Thiên Chúa đến viếng thăm con người, nhờ cây thập giá mà con người có thể lên để gặp gỡ Thiên Chúa, nhờ cây thập giá mà con người có thể hướng thượng, con người có thể suy tư về Thiên Chúa. Bởi vì ngôn ngữ của cây thập giá là ngôn ngữ diệu kỳ, nói với chúng ta Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin vào người thì không phải chết nhưng được cứu độ, như lời khẳng định của Đức Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan. Nếu chiều thẳng đứng của cây thập giá nối liền đất với trời, thì chiều ngang hàng thì lại nối liền con người với nhau. Biết bao nhiêu con người trải qua mọi thời đại không ngần thù hận tiêu diệt nhau. Cây thập giá là lời mời gọi yêu thương. Cây thập giá là lời mời gọi xóa bỏ mọi khăn cách, những ngăn cách về ý thức hệ, về dòng tộc, về ngôn ngữ và về quan điểm chính trị. Cây thập giá là lời mời gọi hết bỏ những ngăn cách ấy, những khác biệt ấy, để cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ, một thế giới do Đức Giêsu đề nghị, thế giới của bình an, thế giới của tình yêu và thế giới của công chính và sự thật. Như thế, kính thưa cộng đoàn, cây thánh giá vừa giúp cho chúng ta hướng về trời cao, cây thánh giá vừa cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể liên kết với nhau, liên đới với nhau trong tình đồng loại, trong tình đồng bào, trong tình gia đình họ hàng, trong tình lối xóm và biết bao nhiêu mối tương quan khác. Nếu cây thánh giá vừa hướng lên trời cao, vừa hướng sang những anh em đồng loại, thì cây thánh giá cũng chỉ cho chúng ta về bốn phương trời. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã nói, khi nào các ông treo con người lên, khi nào tôi bị treo lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Vì thế mà bốn hướng Bắc Nam Đông Tây dường như đều quy hướng về Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là điểm quy tụ. Chúa Giêsu là điểm quy tụ của tất cả nhân loại. Như lời Thánh Phaolô, Thiên Chúa đã muốn đặt để tất cả mọi sự quy tóm trong Đức Giêsu là con của Ngài, và hình ảnh tương lai mà chúng ta đang phấn đấu để đạt tới, thế giới tương lai, hạnh phúc vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho chúng ta là gì nếu không phải là sự quy tụ tất cả trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, để chúng ta cùng trở nên giống như Người. Khi nào tôi bị treo lên cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Vì thế mà cánh tay Chúa Giêsu giang ra trên thập giá như là cánh tay giang ra để ôm lấy tất cả nhân loại. Mà nếu con người biết lao mình vào cánh tay yêu thương ấy, họ sẽ tìm được hạnh phúc, được ơn tha thứ, được ơn cứu độ và được sự bình an. Đó là ý nghĩa của cây thập giá mà chúng ta suy tư chiều nay, kính thưa cộng đoàn. Nói đến thập giá, chúng ta vừa nói đến tình yêu thương,
nhưng chúng ta cũng nói đến đó là những đau khổ. Thập giá vừa là biểu tượng của tình yêu thương, là sự hy sinh của con Thiên Chúa, và thập giá cũng là sự đau khổ. Chính vì thế thập giá hôm nay đang đi ngang qua cuộc đời của mỗi người. Thập giá đi ngang qua gia đình, những gia đình rạn nứt tan vỡ. Thập giá đi ngang qua cộng đoàn nhân loại khi có những xung đột sâu xé lẫn nhau. Thập giá vẫn còn đó trong đời của chúng ta, trong đời sống gia đình, đời sống cá nhân và trong đời sống xã hội. Chúa Giêsu đến trần gian không hủy bỏ thập giá, bởi vì chính Ngài đã bị người ta treo lên trên cây thập giá. Chúa Giêsu đến trần gian không hủy bỏ cây thập giá, nhưng mà Chúa Giêsu cùng với chúng ta vác đi trên hành trình cuộc đời. Khi Chúa nói, ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình mỗi ngày, vác thập giá mà theo tôi. Như thế, kính thưa cộng đoàn, hành trình cuộc đời là hành trình thập giá, nhưng hành trình ấy chúng ta không bước đi đơn lẻ. Trong hành trình cuộc đời chúng ta không bước đi đơn lẻ, bởi vì có Chúa ở với chúng ta, Chúa vác thánh giá với ta, Chúa chia sẻ với chúng ta niềm vui, nỗi buồn, và Chúa mời gọi chúng ta hãy vác thập giá cho anh chị em mình. Vác thập giá cho anh chị em mình đó chính là sự nâng đỡ, tình liên đới, tình bác ái và sự chung chia trong tình nhân loại. Khi vác thập giá cho anh chị em mình, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy đừng đè nặng trên đôi vai của những anh chị em mình những cây thập giá vô cùng nặng nề, không thể vác nổi. Vì thế chính chúng ta đang không ngừng tạo ra những thập giá rồi đặt lên trên vai người khác để người ấy bước đi. Cây thập giá của Chúa Giêsu vừa nói với chúng ta về tình thương Thiên Chúa. Cây thập giá của Chúa Giêsu là phương tiện dẫn chúng ta đến với Chúa và là cầu nối để chúng ta đến với anh chị em. Cây thập giá ấy cũng là nguồn hy vọng, là nguồn sức mạnh, và cây thập giá ấy khẳng định với chúng ta con người không bước đi đơn lẻ trong cuộc đời. Đương nhiên cây thập giá không phải là trạm dừng chân cuối cùng. Chúng ta hãy cùng đi với Đức Giêsu sống những biến cố cuối cùng của cuộc đời người hôm nay, ngày mai và Chúa Nhật Phục Sinh.